xin chào toàn thể các anh chị em bạn bè trong group. Lời đầu tiên thì em có lời xin lỗi đến thầy Dương Trung Hiếu bởi vì đã chậm trễ trong việc post video giới thiệu bản thân mình. Thì em rất là nhất trí với việc là các thành viên ở trong group của chúng ta mỗi người nên có một cái video giới thiệu bản thân của mình cho mọi người được xem, được tận mắt chứng kiến và để cho mọi người hiểu thêm. Từ đó thì chúng ta sẽ có sự tin tưởng, sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau theo đúng tinh thần là anh em một nhà. Em hoàn toàn nhất trí với điều đó. Chỉ có điều là do có một công việc, một số công việc bận và do là cũng có một chút ngại ngùng cho nên là em cũng chỉ hoãn mãi. Và hôm nay thì em quyết tâm là em sẽ cố gắng lên làm video này để cho mọi người hiểu em về em hơn. Thì em tên là Nguyễn Thụy Anh. Em sinh năm 1982, năm nay đã là gần 36 tuổi rồi. Em hiện tại là đang sinh sống cùng với chồng và hai con gái ở bang Illinois của Mỹ. Và trước đây thì em cũng có ở Minnesota 3 năm. Sau đó thì chồng em xin được job ở bên này và thì em chuyển sang đây để ở. Và trước đây thì em đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và sau đó thì có đi dạy một thời gian, sau đó thì học cao học và sau khi lập gia đình thì em đã sang đây ở sinh sống cùng với chồng. Thì sang đây thì đúng là xác định rằng cái chuyên ngành đào tạo của mình là gần như là khó mà có thể sử dụng trở lại được. Và sau khi mà con cái thì đã lớn hơn.